Kim Hân xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog. Hôm nay đó quý vị, thì Kim Hân quay trở lại nhà của cô Hồ Loan. Sau khi mà Kim Hân với cô Loan hát cái bài Con Gái Của Mẹ đó cô, thì khán giả mến cô lắm. Cho nên á, cái kênh của mình là cái kênh hát phục vụ khán giả, mà khán giả mến cô cho nên con sẽ tìm cô để phục vụ cho khán giả luôn cô ha. Cô sẵn sàng không cô? Sẵn sàng. Dạ. Vậy anh nên anh cũng trở lại thành nhạc sĩ tài ba của em. Em với cô Loan sẽ gửi đến quý vị khán giả với tiếng Anh Trần Nên bài Thoại Khanh Châu Tuấn. Và bài hát này đó thì Kim Hân cũng xin được tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ Ngọc Đán luôn à quý vị. Cố nghệ sĩ Ngọc Đán đã qua đời vào ngày 23 tháng 2, đến nay thì cũng gần một tháng. Và Kim Hân có nhớ là cố nghệ sĩ đã có hát bài hát này với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức.
bằng nỗi lam dông tố. Em bỏ quê nhà cầu mẹ dời cháu, chào vàng tiếp thịt máu tươi thành tâm nuôi mẹ thân thần chân chi kề dài cầu mẹ ra đi tròn câu hiếu đạo xa chi cơ hà. Dự dàng đạo làm dâu con đâu ngại chi cuộc đời đôi lành. Dăm đường xa đâu ngại cánh cơ hàng. Mẹ hãy ngồi đây để nghe tiếng con đàn. Bằng lời cả tiếng nhạc để qua hồi đói lành lâm khang, gầy tre dò bước quang sang máu rơi theo những điều đàn sâu thương, miệng là tròn đảo tàu khương dầu gió dầm đâu nàng. Mm-hmm.
cô nghe chứ, công nhận thầy đàn này hay ghê á. Cô có phát hiện không cô? Cô thấy thầy đàn hay chỗ nào cô? Hay cái chỗ mà luyến lái. Với lại khi mà mình lộn lời là thầy đàn phát hiện liền. Cái chiêu này ghê lắm. Mến mộ anh nên từ giọng hát cho đến tiếng đàn cho đến cái trí nhớ luôn. Cuối lời thì... Dạ, cả lộn là biết liền, phát hiện liền à. Đúng không ạ à, quý vị khán giả? Kim Vân cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết tiết mục giao lưu của Kim Hân với cô với anh Trần Nên. Cuối lời thì Kim Hân kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Chúc quý vị có những ngày thật hạnh phúc, bên gia đình và thành công trong cuộc sống. Mà bữa hổm á, khi mà nghệ sĩ qua đời, cái con có lên con tìm ở trên YouTube á, cái con thấy một cái trích đoạn đóng cái vai phản diện á, dạ trời, đánh hai đứa nhỏ mà con thấy diễn xuất đạt mà đến nỗi mà con muốn khóc giùm hai đứa nhỏ. Nói chung là nghệ có nghệ sĩ Ngọc Đáng là một nghệ sĩ rất là tài ba. Quý vị có thể đóng ở tất cả các vai mà Duyên thắm tôi nhìn trời nắng ấm lên rồi. Duyên thắm tôi